Đấy, xin chào anh em yêu đàn guitar. Hôm nay mình giới thiệu một cây guitar. Trên này của Yamaha chính hãng 1809-2019. Cây này hết bảo hành rồi, 2019. Nhưng mà vấn đề ở cây đàn này đó là họ rất là ít xài, khách rất ít xài. HBN 0345557, khách họ rất là ít xài. Yamaha CX40, cái đàn mới cứng à, còn rất là mới. Cái đàn này nó có EQ, đã có EQ. Cái đàn này thị trường nó khoảng 3,1 triệu mọi người. Này tại trung tâm mình bán qua sử dụng 2,2 triệu. Nói chung như mới à, rất là ít xài cái đàn như mới. Cái đàn như mới thì mọi người có thể tiết kiệm gần 1 triệu lận. Này mình sẽ tặng một cái bao da, mình có ship code toàn quốc ha. Khá là đẹp. CX40. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi. Xin cảm ơn.